Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của The Last of Us Remaster trên PS4 Pro. Mình là Hugh Béo. Ok, và ở những cái tập vừa rồi, chúng ta đã đi được vào một cái thành phố khác. Mình không biết là gọi là thị trấn hay là thành phố khác. Nhưng mà vừa giết được, chắc là bọn vừa rồi là bọn bandit, bọn cướp á. Rất là may là Joe và Ellie vẫn còn sống. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là... Mình nhớ là hình như ở tập trước là mình đã loot xong cái khu này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp thôi. Mình biết là ở cái tập trước các bạn luôn kêu mình là êm kém. Mình đang rất là cố gắng đây bởi vì nói chung là bởi vì mình quay ở trong một thời gian rất là ngắn, vậy nên là phần tiến triển của mình nó vẫn chưa tiến triển nhiều các bạn. Tiến triển mình nó chưa tiến triển nhiều. Nên là hy vọng là chúng ta có thể từ từ luyện tập. Khiếp, cửa gì nặng thế? Ok. Cái gì đây? Why? Fucking hunters. See, this could have been us. Bọn vừa rồi là bọn thợ săn. Không biết nó mang người ra nó thí nghiệm hay nó làm cái gì. Có rất là nhiều người chết ở đây. Biết ngay kiểu gì mà cũng nên chuyển xe sang hướng khác mà. Để thoát ra khỏi đây thôi. Cái gì đây? Bom à? À, xem nào. Chúng ta đến với mục bom khói. Cái bom khói mình nghĩ là nó chỉ hoạt động với người thôi, với kẻ địch là người. Nếu mà chúng ta ném khói ra thì nó sẽ tạm thời che cái tầm nhìn của kẻ địch đi một lúc. Cái này dễ hiểu mà. Tranh thủ lúc đồ đã. Cái tiếng gì ấy? Hiếp, tiếng game làm thật thế. Đi lên cốp xe cũng tụp 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 ụp ụp ụp. Như thật. Nhạc gì kinh vậy? Khiếp, chúng nó thí nghiệm xác hay là... Mình không biết là bọn này làm cái gì, tra tấn hay là thí nghiệm hay là làm cái quần què gì. Nhưng mà nói chung là rất may là hai người này không chết, không bị sát hại. Cho cái cuộc thảm sát nhỏ vừa rồi. Biết cái gì? Biết về cuộc tấn công. Chúng đã từng ở cả hai phía rồi. Xin lỗi bạn. Vậy là chú đã giết rất là nhiều người vô tội rồi à? Bình thường. Cháu muốn nghĩ sao cũng được. Ồ. Mình vừa nhặt được một cái gì các bạn ơi. Một cái như kiểu là nâng cấp máu ấy. Máu về sau ăn nó sẽ nhiều hơn. Công thức ấy, kiểu vậy. Đúng không? Vậy là từ sau chế máu là máu sẽ nhiều hơn đúng không? Xin lỗi bạn. Một lần nữa. Có hai cái cửa lận. Đi cửa nào? Ủi lại tên này. Wow. Mình chơi mình nói to mình hét khá là nhiều vậy đây là. Các bạn biết rồi đấy. Ok. Bỏ đi. Rồi. À, thêm đạn đi. Đạn hay là thay nhỉ? Một cái này này. Với cả một cái này. Đấy. Thế là cậu khẩu này quá khỏe luôn. Mình còn chưa nâng shotgun này. Ôi trời mẹ ơi. Mình còn chưa dùng cung nữa. Tại mình lười dùng cung quá. Cung bắn toàn trượt. Xấu hổ quá. Kìa, bản đồ tấn công của bọn nó này. Ra đây phát thoáng hẳn. Lên trên kia căng thế.
think these guys were infected. All right. Here's the bridge. That's our way out of here. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây với cái cầu kia. Slow down. Wait for me. What? Not here. How about you let me go first? Keep your voice down. Bây giờ cháu phải để chú đi trước và nói nhỏ xuống thôi. Tiếng gì nhỉ? Ôi, nhạc game mình tưởng là tiếng chuông ở đâu kinh vãi. Tiếng gì ấy? I'm whistling. Cháu thổi được sáo rồi. Hay. Lại thêm một cái sự khó chịu nữa. Khó chịu thật đấy. Dèo rồi. Ellie. À hay, nhận được thêm cuốn truyện kìa. Termination Shock. Kẻ hủy diệt à? Cái này là đưa cho con Ellie này. Thích lắm đấy. Cái gì đây? Á à, đù. Chuyện gì xảy ra ở đây đây? Cái gì? Cute. And no, my money's on the military. Why would they mow down all these people? You can't let everyone in. Did they kill them? Họ không muốn cho người khác vào, vậy nên là thay vì đấy họ giết à? Sacrifice the few to save the many. It's kind of shitty. Gọi là hy sinh một số ít để có thể cứu được vô vàn. Đấy là cách mà bọn người ở đây nó làm. What was that? Oh, no. Ellie, get down. Where did you learn to shoot? Ooh. Căng nha, căng nha. You had an entire flock. You hit nothing. Ba thằng. Wow. Yeah, you're really upset. Well, if you want some lessons, you know, I'm more than willing to help you out. Yeah, whatever. Ném chúng nó ra chỗ khác xem nào. À, ra đây. Ây à, ây à. Tại đi, mày mày thằng này. Vẫn cố đánh mình được phát thằng này. Bây giờ đi đâu đây các bạn nhỉ? Lên đây. Gì chứ mấy thằng người này dễ mà. Mấy con gió thì mình mới sợ đi. Mấy thằng người ngu chết được. Cầu xa thế. Cầu này trông giống cái cầu gì ở Đà Nẵng thế. Mình quên mất tên rồi. Cái khu vực này bị bỏ hoang rất là lâu rồi. Mày sẽ chết trước khi chúng tao chết đói. Hay. Cửa. Cửa theo kiểu giống kiểu siêu thị. Chết rồi. Trước mặt có người này. Đồng phết đấy. Có gạch kiểng gì không? Cầm shotgun trước đi. Nói ít thôi. Nằm xuống. Thằng tiếp theo. Đâu rồi nhỉ? Này phải từ từ kiên nhẫn các bạn. Mình kiên nhẫn được thì các bạn cũng sẽ kiên nhẫn được thôi.
Đái bậy à? Đái bậy à? Đái bậy à? Thằng tiếp. Thế nào các bạn? Quá đỉnh. Bây giờ kiếm đường tiếp thôi. À, trong này có hẳn nguyên hẳn một đường này. Từ từ đã. Có người không? Ôi có. Mình tưởng mình được loot free ở trong này chứ. Mình sai rồi. Trong này vẫn có người. Lửa này. Bom này. Bình tĩnh cháu. Ok. Cầm sẵn một cái gì đấy đánh lạc hướng đi. Đấy. Ui còn ở trên này nữa này. Vãi đáy. Chúng đang tìm mình rồi. Thế mà lúc nãy mình không nhìn thấy ở phía trên. Khiếp quả nhạc kiểu cảnh sát hình sự quá. Nghe sợ vãi. Mấy thằng trên đâu hết rồi. Úi dồi ôi. Rộng thế này. Ok ok ok. Cái game này vãi đái nhỉ. Mẹ đi như thế này mà nó không thấy. Quan trọng là nhân vật chính rồi các bạn ạ. Nhân vật phụ mẹ. Kiểu bù nhìn vãi đái. Nhìn thấy nhân vật phụ không quan tâm. Hey, 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 shh, lại tao nói cho một bí mật. Shh, tao chính là sư phụ của Sun Wu Enemy. Mày nghe chưa? Tao là sư phụ của Sun Wu Enemy. Ê, 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 cái này khó à. Rồi, chúng nó biết rồi. Chiến thôi. Nào. Đến với anh nhà các chú. Trượt rồi con. Bắn trượt rồi con. Còn đâu nữa? Còn đúng một thằng này thôi. Bắn đi. Bắn đi này, tao này, tao này. Ố 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 ngu rồi, ngu rồi, ngu rồi. Let's do this. Ngu. I got it. Ăn lờ gaming. Let's do that close. Woo! Trời, hiểu béo tao phải chơi ngon quá nhỉ. Đúng là càng ngày càng lên tay rồi khác. Yeah yeah. Yeah yeah motherfuckers. Bây giờ đến lượt tụi mình loot đồ trong này các bạn ơi. Đánh đấm tay cái này cho đỡ phí các bạn, nói thật.
thỉnh thoảng mới dùng súng thôi. Máu thì mình nghĩ là lúc nào chúng ta, hầu hết lúc nào chúng ta cũng có thể có máu được đấy. Con này chính ra cũng có học phết nhỉ, toàn thích đọc sách đọc truyện này, trong khi anh em chúng ta thời đại văn minh thì chả đọc cái gì, toàn chơi game. Một sự thật và rất là đau lòng các bạn ạ. Ở đây ông nào đọc sách đọc truyện thì giơ tay, chăm đọc sách đọc truyện thì hãy comment ở phía dưới để cho mình biết. Chưa, nói thật mình là một người rất là lười đọc sách đọc truyện luôn, đọc buồn ngủ lắm, thay vào đấy mình chơi game. Rồi chúng ta sẽ cố gắng loot hết cái đống này. Mình nghĩ sẽ mất một khoảng thời gian đấy. Toàn chai chiếc này. Ồ, ở đây có cửa xuống này. Cứ để này đã. Làm thằng đàn ông đích thực. Phải biết điểm dừng. Đó. Phải biết tạm dừng. Ham những cái gọi là hám, nói là thế nào nhỉ? Mình không quên mất cái từ đấy rồi. Gò, bộ phải gò lại đó. Từ từ. Đấy, phải check đã. Nghi lắm mấy con lợn. Đấy, mấy con lợn này đốt cho vậy thành lợn hết. Úi giời, lợn dán lợn quay hết rồi này các bạn. Giấy này. Rồi mình nghĩ thế là hết rồi đấy. Bây giờ chúng ta lại đi lên tầng. À ô, còn trong này nữa nhỉ. Ui, vẫn còn đồ này. Lại dây chuyền của hội đom đóm. Thôi đi lên nào. Hết rồi. Đừng nói với mình là vẫn còn nhá các bạn. Mình giết các bạn đó, các bạn biết chưa. Mình không phải là trò đùa đâu nha. Sao cái bên kia nó tối mà bên này nó lại sáng thế nhở? Các bạn thấy hơi điêu không? Ôi, nhìn này. Treo cả công an lên. Bọn này là bọn chống bạo loạn. Có thêm 3 thằng lính nữa chết. Bây giờ cái gì sẽ diễn ra tiếp đây? Hãy từ bỏ đi. Cái này như kiểu là cái hội thợ săn ở trong thành phố. Nó chiến đấu với hội chính phủ hay sao các bạn? Bởi vì quân chống bạo loạn là của chính phủ mà. Kiểu như thách hai bên đấu nhau ấy. Ok. Watch yourself on these drops. Các bạn thấy thành phố làm chi tiết nhở? Chúng ta đi nãy giờ mà không có một chỗ nào gọi là. Ôi. Nữa nè. Bọn nó đã làm cái gì ấy? Trong nhà kia kìa. Bẻ tay. Chuẩn bị chiến đấu các bạn ơi. Chú chưa nghĩ là chúng nó thấy ta đâu. Càng ngày càng tới gần cái cầu rồi. Không thể nhảy được, bây giờ làm thế nào đây? Phải làm thế nào để đưa con Ellie lên trên chỗ này? À, hiểu rồi. Để nó lấy cái plank là cái tấm ván xuống. Chú biết rồi. Wait here. Let's see where this goes. Ê! Vãi đái.
Ủa, chúng nó bắn cả trẻ con à? Có tiếng trẻ con kìa. Bọn này ác vãi. Nào, ra đây. Lên đi, lên đi. Chúng ta sẽ đi xuyên qua cái khách sạn này. Lên. Lên đi. Set up that plank like they did. Chắc là sẽ đặt qua đây này. Có được không đấy? All right. Now you just need to find a way up. Sao mày không đặt qua đây à? Đặt qua đây không tới. Mình thì mình không thể lên đây được rồi. Mình đoán là mình vẫn cần cái tấm ván này. Húp thì húp hẳn xuống đi cha nội. Húp lại còn húp dở dở răng răng nữa. Xem dưới này có cái gì không đã. Nhớ nhặt được vàng dưới này bỏ mẹ. Lên đây à? Mẹ giờ kiếm đường lên đây kiểu chó gì? Cũng khoai môn phết. Ê, dưới này có lỗ gì đây? Có vào được không? Rất tiếc là không vào được. À, Tài Hà đã hiểu rồi nhé. Không lừa được Tài Hà đâu nhé. Ok. Yeah, words all rotten. Did you go to coffee shops a lot? I did. All the time. And what would you get? Just coffee. Thế nếu mà chú đến cửa hàng cà phê, chú lấy chú gọi gì? Gọi cà phê chứ gọi gì? Nói chung trả lời trẻ con nó là một trong những cái thú vui của người lớn. Nhưng mà nó cũng là một cái nỗi đau hành hạ thể xác. Và chúng ta có thể gọi là pain in the ass. Cái này thì tùy vào từng người lớn một thôi. Cầm shotgun vào trước đã. Chưa biết là bọn thợ săn nó còn ở đây không. It's clear, Ellie. Come on down. You ever stayed at a place like this? Before it all went to shit, I mean. Có lối lên này. À ừ đúng. Khôn. Mình sẽ để lên cho nó lên trước. Sau đấy là mình sẽ lên sau. Mình lút đồ đã. Hiểu không? Đấy. Lên đi. Trong này có cái gì đây? Nhớ cà phê quá. Ai chả nhớ. Tôi cũng nhớ. Tôi yêu nhất là cà phê Bô Mê Thuộc. Các ông yêu cà phê gì? Mình đoán là các bạn sẽ trả lời là Starbucks. Mình ghét Starbucks. Còn nữa này. Chưa thể đi được các bạn. Muốn đi lắm mà không đi được. Chai lửa. Nói cái gì đấy?
nói tiếng gì đấy? Cháu kỳ dị vãi lìn. Nó đọc tiếng gì ấy các bạn ơi? Đâu xem nó đọc cái gì? Đâu? Mày vừa đọc cái gì đấy? Chả hiểu nó nói cái từ ngữ gì. Lên thôi. Lên trên vẫn còn đồ mà. À lần này con Ellie để chúng ta lên trước này. Lần này là không phải tranh chấp gì với nó cả. Khách sạn đẹp thế. Cẩn thận bước chân. Anh à. Ôi. Vẫn còn người, vẫn còn người. Tưởng nó đi rồi chứ. Chúng ta xong chưa? Phải kiểm tra thêm một tầng khác. Kiểm tra làm gì? Ta có thấy clicker nào đâu. Thôi ít thôi. Từ từ nhá. Một thằng ở trước mặt này. Ba thằng. Ở đây là ba thằng tất cả. Có nên stealth không nhỉ? Bốn thằng chứ không phải ba. Maybe in like an hour or so. You need something before him. Hey, what was that? You're dead, asshole. Fuck, fuck! Okay, huh? Ở đây là hết người rồi. Chúng nó vẫn chưa biết mình. Mình sẽ rình một thằng ở đây. Chết nhá. Chuẩn bị đây. Đó. Hết chưa? Mình nghĩ là hết rồi. Đơn giản vậy. Oh man. Chú biết. Khó khăn vãi cả đái. Hai chú cháu mình lút khu này thôi. Mệt mỏi quá rồi. Đánh nhau nãy giờ. Chí chóe. Bây giờ mình không nghĩ là mình nên stealth các bạn ạ. Không phải lúc nào stealth. Mình không muốn stealth nữa. Game này đánh nhau kiểu âm thanh nó tạo cho mình ra một cái cảm giác mà rất giống lúc bắn PUBG. Nó rất là hồi hộp ấy. Nói chung là nhưng mà mình thích cái cảm giác đấy. Mình thích cái cảm giác đấy. Thực sự luôn. Mà mình cũng có chết được đâu. Nhặt tuyết của mấy thằng này đi. Đấy, nhặt cái mới. Mình nghĩ là chúng ta loot hết ở đây rồi đấy. Chúng nó bảo còn một tầng khác nữa đúng không? Từ từ đã. Không có ai. Clear. Nhiều chỗ thế. Chỗ này là bắt đầu lên tầng này. Lúc nãy là check bên này là bên trái. Bây giờ sang bên phải thử xem nào. Cố gắng loot nhiều đồ càng tốt. Đấy. Thấy chưa? Đó. Đồ đây chứ đâu. Dỡ ngoài. Gạch thì không thèm nhặt.
Ủa, đâu nữa thế này? Khéo cẩn thận lạc bố nữa. Các bạn xem mình nhiều các bạn biết đấy, mình rất hay bị lạc. Lạc toàn kiểu lạc xàm xàm, lạc xàm ba lát. Đi thôi. Kiểu gì trên tầng cũng có người. Mẹ. Chuẩn chưa? Vậy là chúng nó đã biết có sự có mặt của mình ở đây rồi. Sao tầng dưới nó chết? Tầng dưới mình đánh chết thôi mà tầng trên nó lại biết nhỉ? Các bạn thấy một sự vô lý nữa không? Đấy, người ta gọi là tham minh, hiểu chưa? U nếu như các bạn thắc mắc là sao mình không dùng shift để mình đâm cho nhanh, mình tiết kiệm vì mình mở cửa dùng cái đấy dùng ít thôi. Trước mặt có người này. Một thằng chết. Căng thẳng phết. Lùi lại một tí. Chờ nó đến đã. Không được, không được. Đấy. Ô. Ô thế mà nó không biết này. Mày không biết, mày chết là đúng rồi. Ôi thằng này nó không biết này. Đừng quay lại, đừng quay lại, đừng quay lại, đừng quay lại. Chạy đâu? Núp đâu rồi? What the shit? Thằng kia chạy đâu rồi? Sao nó chạy nhanh vậy? Một phát, hai phát. Thằng này nó có giáp gọi. Ui ạ, đau quá. Đùa các anh, nhờn các anh, vì các anh nóng rồi. Ok. Chết tại chỗ luôn. Vãi, thằng kia, cái thằng vừa rồi mình đập một phát chết luôn. Phồng tôm vậy đấy. Chuẩn bị đây. Các bạn sẵn sàng chưa? Vãi, cái gì ấy? What the fuck just happened? Đập không ra tiếng. Nhẹ nhàng vậy đấy. Nhẹ nhàng bình yên như mây trôi. Cảm xúc không... Ôi! Cảm xúc không được. Ngay lối. I got him. Here it come. Ném cái gì đấy? Bướng. Bật à? Loại này không thể tha được. Kiểu gì chúng nó xin tha mạng chúng nó giết mình. Bạn hãy tìm mình đi.
Thế thôi, xong rồi. Đơn giản mình đi như mây trôi, cảm xúc cũng cần phải ngay lối. Mình phải hát hết cái câu đấy, mình mới chịu được các bạn. Kiểu như đang hát có thằng nó chặn họng khó chịu vãi. Mình nghĩ là hết rồi đấy. Chúng ta đã tìm được một chân trời mới các bạn ơi. Chúng ta sẽ cố gắng lút hết chỗ này. Đó, các bạn thấy tập này chỉ vào chơi hay không? Quá hay luôn. Cái đéo này nó kêu nhỉ. Người thì chắc chả con đó. Sợ kiểu rom giềng ấy. Bởi vì có khi bọn này nó chưa kiểm tra hết khu này chẳng hạn. Mình giết bọn nó xong rồi rom nó còn ở đấy nó giết mình. Eo ơi. Kinh vãi. Oh my god. Guess they took the easy way out, huh? Well, it ain't easy. For many, it was better than letting a clicker or a hunter do it for them. Đúng thật. Thà tự tử còn hơn bị con clicker hoặc là bị con gì đấy nó giết. Tệ lắm, cảm giác tệ vãi đái luôn. Đó. Bây giờ không chẳng may, không cẩn thận là bị rơi mẹ xuống đây này. Lại chạy lại từ đầu của mà chết. Ok, mình nghĩ vậy là đủ rồi đấy. Đi tiếp thôi. Phức tạp nhỉ các bạn nhỉ. Úi, bỏ qua một cái. Pẹp, pẹp, pẹp. Đó. Còn bên này nữa nhỉ. Nhiều thế. Đấy, chúng ta cứ bảo là đổ đâu cho hết. Ui dồi. Còn trên này nữa. Sao mà nhiều thế. Trong này có cái gì không? Thế thì từ từ đã. Tôi chạy xuống đây đã. Dưới kia có lối mà. Lúc nãy ở cái hướng trước mặt chúng ta là chưa đi này. À, thực ra đây cũng không phải là một hướng, đây chỉ là chỗ bên ngoài thôi. Mình cứ nghĩ là đi ra đây là chúng ta đến, nhưng mà không phải. Vậy thì chúng ta đi đúng đường rồi. Đi lên thôi. Lại quay lại. Mình nghĩ là tầm này nó sẽ dài hơn bình thường một xíu thôi. Một xíu rồi các bạn. Chơi game này mình cũng thấy khá là nhớ đường đấy chứ. Các bạn có công nhận không? Lên. Let's see where this goes. Đủ. Kinh vậy. Just in case. That looks like a way through. Giờ chui xuống đây kiểu gì? À. It's gonna be a tight fit, but... Ui giời ơi, câu đoạn này thốn lắm. Từ từ thôi nha các anh ơi. Ok. Đây rồi sao nữa? What? Ôi, 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 ôi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Có mùi ăn cứt. Nhanh lên cháu ơi. Tìm một cái gì đấy để trèo lên nhá. Có mùi ăn cứt. Biết ngay mà. Nghe cái tiếng thang máy là thấy
Joel! I'm all right! Are you okay? Cháu ổn chứ? No! You scared the shit out of me! Chú làm cháu sợ vãi cả tè. Bình tĩnh thôi. Không không không, đừng có treo lên. À, đừng có treo xuống. Chú sẽ tự lên đấy. Chú sẽ cố gắng. Ở dưới nước chúng ta cũng có thể bật đèn pin được các bạn ơi. Dèo ơi. Ê, không thích cái vụ này đâu nha. Tự nhiên mẹ vô lấy tao phát là mẹ tao quit game luôn đấy. Không bao giờ lát ở ú cái gì đâu. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc nhanh cái tập này tại đây và mình sẽ gặp lại các bạn ở những cái tập sau trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Nếu như các bạn thích cái series này, các bạn hãy cho mình một like để ủng hộ cho cái tinh thần của mình và hãy subscribe kênh của mình để cập nhật các cái video sớm nhất trong thời gian sắp tới. Các em một lần nữa, bye bye.